Cái tượng trưng cái phân điện cái đèn cổ vàng cái đèn trong này người ta quay quay từng mục một cái rồi mấy cái này không lấy đâu gì? Thì có đó. Lái chứ. Bắt chưa? Gì thế nữa? Áo lụa mà pla chì quá. Chào mọi hai mạ. Chào có tổ trong ngày đi hay ta. Đây về công tác hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bác anh các chị ở thôn ba này trải lại thì tên tôi nhỉ. Và tôi tên là Lê Quốc Khánh, hiện tại đang công tác ở trạm khuyến nông khuyến ngư ở huyện Tua Chua. Thế cái nội dung của cái buổi hôm nay đoàn công tác ở huyện lên là cùng với các bác anh các chị, chúng tôi muốn tìm hiểu xem về cái tình hình vệ sinh nước sạch và môi trường ở thôn ta. Đặc biệt là trong vấn đề là chúng ta là đi ngoài và hiện nay là phân gia súc thải rất nhiều ở xung quanh bản, gây ra ô nhiễm môi trường. Thế thì để biết được cái tình hình về cái điều kiện dân sinh kinh tế của các bác anh các chị, cũng như về tất cả các chuồng trại chăn nuôi gia súc, cũng như các nhà vệ sinh của các bác anh các chị, thì chúng tôi ở dưới huyện lên đây thì thực sự là không biết được các bác hiện nay đang đi vệ sinh ở chỗ nào. Cho nên chúng tôi muốn nắm được tất cả các gia đình của các bác các chị hiện nay là bố trí rất là rải rác và rất nhiều nhóm. Thế chúng tôi không biết được nhà các bác, ví dụ như là nhà bác Chứ thì có thể chúng tôi biết rồi, ở trên này rồi. Thế còn nhà các bác ở chỗ nào thì trong cái thôn mình, thôn ba là chúng tôi không nắm được. Thế nên qua đó là chúng tôi muốn là xây dựng một cái sơ đồ để các bác các anh ở gần nhà nhau thì chúng ta sẽ ở gần một cụm nào đó, đấy, cụm dân cư thì chúng ta sẽ bố trí sắp xếp lại. Ai ví dụ như các nhà ở gần nhau thì chúng ta bố trí vào gần nhau. Thế ở đây về cái dụng cụ chúng tôi đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi. Thế thì báo cáo với các bác các chị, sơ đồ chúng ta sẽ vẽ ở xây dựng ở trên cái mảnh ruộng này. Thế thì chưa hết là ở đây chúng tôi đã chuẩn bị ba cái cuộn dây này. Thế thì cái cuộn dây xanh này, các bác các chị ở thôn ba lưu ý ạ, chúng ta sẽ sử dụng cuộn dây xanh này để chúng ta kéo cái dòng suối hay là cái khe nước của chúng ta hiện nay đang sử dụng, hoặc là khe nước chảy qua địa bàn của thôn ba. Thế còn đối với cái màu đỏ này là giáp ranh giữa thôn 4 thôn 1. Đấy là các bác vẽ xung quanh đấy kéo giáp ranh, có nghĩa đất của thôn ba mình ở đến đâu mình kéo vòng tròn cho nó đủ hết cái thôn ba. Thế còn cái màu vàng này là để thể hiện cái đường đi của xuống thôn của các bác anh các chị. Đấy, xuống đường xuống nhà văn hóa, đường xuống nhà anh dù ở chỗ nào đấy thì các bác anh các chị chúng ta thể hiện bằng màu xanh. Thế thì để vẽ được cái sơ đồ này nó chi tiết thì chúng ta sẽ thấy điểm ngã bảy ở trên kia sẽ là điểm gốc đầu tiên để chúng ta xuất phát xuống thôn ba, có đúng thế không ạ? Thế sau đây xin mời một số các bác là có am hiểu về thôn ba một tí nhờ biết địa bàn đất của thôn ba thì chúng ta sẽ xây dựng sơ đồ cùng với lại chị em phụ nữ, như chị phụ nữ rồi bác giáo, bác sinh hoặc là chú bác chứ, một số các bác anh các chị mà biết được thôn ba thì chúng ta sẽ
vẽ sơ bộ về cái thôn ba. Vâng. Và sau đây xin mời các bác anh các chị ạ. Vâng, cháu mời chú bác sinh ạ. Bác giáo ạ. Vâng, bác giáo bác sinh. Đấy, các bác là biết là cái địa danh thôn ba. Chị phụ nữ đâu ạ? Tôi đề nghị tổ anh em viết cho tôi chữ ngã bảy vào đây thật to vào đây ạ. Lấy cho tôi chữ ngã bảy vào đây. Ngã bảy chỉ ba một tiếng thứ nhất tiểu không ký thì tôi là cho những chữ nhất tiếng này nhận từ chữ nho nó thế ranh giới thì chúng ta đóng xung quanh ngoài cho nhìn giá mà như là tàu gà đây thứ nhất mới cứ cái sau má giải tay đường đường vòng sau theo cái đường mình ấy đó đi thẳng hành bao biết kia rồi đi mới vòng xong là đến nhà văn hóa này phải làm to ra tục vòng sau bên kia đây chỉ vẽ mỗi thôn ba thôi mà trường ở trong này 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 trường kia từ nãy rồi trường thì bỏ ra cái này dùng chứ là đi trước mình đang mình làm liều má trường đâu là đặt mấy nhà văn hóa thôi còn cái nhà hội dây vàng đâu đây bà con xem là con mình như thế này đã đúng chưa? Chắc cái tế trên này nó sơn đồ của này sáu nền tảng là được nhà nhà dù chỉ ngắn này thôi à? Đây như này. Những nhà văn hóa đây nhà văn hóa đấy thì nó có hàng ngoài đây cơ mà kéo dây thì dài không chạy trường đâu đây là phải thuê chạy dây vàng cho dây vàng đúng rồi nó phải ngang với dưới nhà văn hóa này này nhà văn hóa đây đóng một cái cổng vào đây. Cuốn vào. Ôi trời, đừng kéo. Đấy nhẹ thôi, kéo từ từ mầm nhẹ nhẹ trên đất thôi. Đấy, nhẹ xuống mặt đất thôi, căng quá. Giờ đừng kéo căng làm gì? Bên này bác. Đâu? Bên nào đi đâu? Bổ sung lên thêm bên đây đi. Thôi cứ cho cái xanh. Nhưng mà xuống là cho đi ra hàng ngoài ngoài nó xuống ngoài nó chảy ra ngoài đâu còn đường đi chỗ nào đây đây xuống nhà này mà nhảy à. Bây giờ xin mời tất cả các bác anh thôn ba chúng ta đứng gần sát vào cái sơ đồ của thôn ba để tôi giới thiệu lại một lần nữa. Thế còn đề nghị các bác anh cán bộ đoàn công tác thì chúng ta đứng ở vòng ngoài. Còn các anh thôn ba thì ra đây tôi nói giới thiệu lại một lần nữa để cho các bác anh biết được. Thì sau đó thì ta mới biết được cái địa điểm gia đình nhà mình ở đâu. Đấy. Bây giờ các bác anh thôn ba đã ở gần với lại cái sa bàn này chưa? Đây là cái sơ đồ sơ bộ. Thì trước hết vâng, để giới thiệu cho các bác anh dễ hiểu thì đây cái dây đỏ này ạ, cái dây đỏ này là cháu ranh giới, cháu dâu cháu là
bác này sao nó phải chơi chi của phải đâu sao nó bác này sao dễ mà cô giới thiệu cho bán cho khác mà lại mà má cho tên là chỗ nhẹ lo lên mà nhẹ lúc chi hồi nháo thua chỗ tiền mà nhẹ cháu thế á mà chưa thằng là bác này khó rồi cháu rồi thế cô giới thiệu cả tặng ăn cho má nhẹ lúc chi nhớ thì mà nhẹ cháu thế thế nào bây giờ bình ngã bảy á bình ngã bảy đó lên mà cháu lá cột lăng nó lo mà giao tao kí ở cháu sau cùng giá nó mà giao tổ ăn cư mà giờ sau cùng lãi nó mà giao sau khi nó mà tao nó là cả một nhà xá sau sau tháng rồi mà sau tàu nó mà tao hết lời y một trong chàng hôm nay mà sau tháng mà lẩu khách nhà văn hóa mà thả lẩu hết bếp lấy rào là một trong tàu á lên thang lại mà tao nó lại phản tới tàu mà tôi chém chỉ nhớ tôi mà nhảy lúc yên chăng tôi mà chạm cho tôi thì hai cho cái tiếp này nè gần nhà ai thì chúng ta có tờ giấy ở trên tay gần nhà ai thì chúng ta đưa tờ giấy vào ạ vâng ai sẽ ở gần chỗ khu nhà anh chứ ạ ai có chỗ nhà ông chứ đây tiếp tục chỗ hai vợ chồng ơi. Hai vợ chồng. Hai vợ chồng. À, cái này xe đón anh nhảy cháu cầu này chứ. Đón này tôi mới nhớ ra. Ờ, chưa tới tòa tập. Thế cái này không có à? Không có nhà. Đâu cái này xuống rồi mà. Xuống rồi. Bị mà xuống à? Không có đấy. Đây đây đây. Có rồi, nó cho rồi.因此有早早对的有文具有路啊有烧有弄被补还有弄被有的有都包有的有后讲有路要被有后讲的有很久有人的所以烧有就有弄被啊所以有弄被有很久真就中的哈因此嘛不我一家门拉拉提现弄弄不弄弄不开给钱的弄不开给钱的被我自己找活了呢我怎么找我知道怎么找到啊还扣了呢弄弄还厉嘛因此啊人多有开嘛？搞干部啊，因为每第一家门拉拉的，那么提现入股呢？嘛有么做家门啊？有路怎样对嘛？有不叫装的有呀？有路怎样的？那么有叫装的有人到那是，还有至少的呀？有你到路怎样有八路单有伢的呀？有中么叫活的的有八路单？那么知道我的呀？你本就中好没弄到到嘛？你快点报！啊，我来了。我帮你报了啊。报这个打早去啊。anh ơi bây giờ bắt đây này anh ta lời mà cháu muốn lăn lăn mà anh nhảy cho cái nhảy lạnh tới là thở chào tôi là tôi nhá vâng sẽ là bác chứ làm đầu tiên làm mẫu để cho các bác chị cùng xem à, bắt đây màu quà của tôi nhá đây. Đây tôi giả vờ đây là phân ạ đây là cướp ạ cho cua ạ đây đi giả cho bác vờ bưng cháu cua lên giả cua chứ đâu chứ phải chi giả cua cua rồi chú cái gì
được rồi, để cho anh đi đó. Đấy. Đấy. Ôi giời ơi. Sốt lời xe, chú Chua đâu. Ừ. Đây thì Nguyên đấy. Đây thì Nguyên đấy. Đấy, y giảng chế tù chứ. Thế này. Bây giờ phải bên một giò nhà muốn ra tận. Y chế một người rúa cho nó là trẻ. Sao tệ nhá. Rồi mà là. Thế này lên nhá. Rúa cho nó là trẻ. Ý chế bây giờ mà muốn ra tận. Bây giờ sao mà bây giờ đi to bá lẻ bây giờ chế bây giờ đi lùng chân muốn cạnh cạnh hả mà lùng chân đi chuối chân đi chuối chúng mà chế thế nó mà lùng chân lùng chân đi tại lùng chân đi 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 anh nhà đứng gì nhau từ anh nhà cháu tên đó là không để cho họ vào không ờ bắt mình ăn nhẹ trả cho nhẹ bia bánh như này bánh chi quả trong sáu tớ bắt đây à tháo sáu để ba dễ chị ờ bông thơ rất tốt đâu à là bông thơ à dài dài cơ nhà chị lúc chị lúc chị lúc chị mà nhà cho nhà lúc đó cháy lỗ rồi nhân cho cái cháy nhập bánh này chơi cho nó này chơi cho nó à chơi thả nó thì nhớ là đi thì lên mà đi thả nó ơi thấy không cái này nó quá vậy để chứ Bông này đây, đây, đây. Chưa bốc cái đỏ này à? À, cũng phải bốc. Y nó phải mùng cháu của y già, cho nên chưa cũng phải mùa cho. Bắt đầu là xe nó bùng đấy mà, bắt đầu chả tiền đấy. Lấy gì chứ mua nào? Đấy, tất cả là mua tàng hú rồi chứ hả? Con bê. À, tụi nó chi mùa nó gì? Ô, chi mùa, thế phải dứa cho nó, dứa cho nó. Chua, 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 chua. Dứa cho nó. Bê sốt là bê trắng, bê trắng, nó bảo là sao củ lưới xe tay lúc quá chứ luôn à? Ồ, tàu. Cái này, cháu tẩy thái nhá. Chị lùi á. Cháu hả đi, các bác ai các chị có thấy tay mình có bẩn không? Có. Đấy, riêng cái tay mà bốc mỗi cái này thôi mà nó thấy bẩn như thế rồi ạ. À. Đây, đây cái màu vàng ở đây tôi thể hiện vừa nãy nói ban đầu rồi, cái này là cái gì ạ? Cúa. Cúa là cái gì ạ? Cướt ạ? À, cúa. Vâng. Thế nếu mà cúa mà nhiều như thế này ở cái bản thôn ba này, liệu có chưa có thối không ạ? Mà chưa ở đây. Nếu mà đi này chúng ta thấy như này, nhiều phân người rồi, phân gia súc mà nhiều như thế này thì chúng ta có thấy thối không ạ? Chưa. Chưa. Thế bây giờ thối để làm như thế nào? Để tiếp đó sau đây là chúng tôi sẽ mời các bác, anh, các chị chúng ta đi thăm một vài gia đình ở đây mà đã có cái nhà vệ sinh. Thế ở đây chúng ta đã ai đã có cái nhà vệ sinh chưa ạ? Tôi mà tiếng chọc à? Đây là một chọc quân nhau chứ? Hàng giống chứ đó. Ô, thế thì thằng chết đôi chè cuối như tẻo hàng giống thì chưa thể chứ họ. Thằng từ mà làm lù thì chọc cuối lại lù tạp chế thế thì ôi dồi chưa thể cả thể họ. Đây là sau đây xin mời các anh các chị nhà các bác thôn ba. Vâng, chúng ta sẽ đi thăm nhà bác nào đã có nhau thì vâng sẽ đi thăm chỗ nhà bác Phừ nhỉ, xem thăm công trình vệ sinh của bác Phừ. Vâng. Hai cho cái tiệm này rồi mà đã nhảy trái rồi nhảy kia rồi mà bị lâu chỗ xem kia mà tao nó thả phía chúng ta là bên ta tàu lâu chiều và lâu chiều lâu chiều mà chả phía đi phía chúng ta để mà chả chung thế này chả là bông thế này chả bông này thôi ở đây thì
那鞋子穿不了皮，没打到不了脚皮皮。嘛，把那小打嘛，他那叫干部的口嘛，别人没下把那他来了，别打嘛，别行，把那木嘛，把那木下老嘛，哪样对吧？把那领导那那别啊，我轮着那呀。在这个人本卖呀的，林根的。现在紧张的有些。我做一个老板。本卖哪啊？卖香啊。我没会弄啊。本卖干啊。啊。本卖不煮。不煮。煮呀。阿姐在的，把林根那个的在的。我是太牛了。恭喜你哈。下海了。恭喜你，恭喜你，恭喜你，恭喜你。哎呀，下手了吗？那只能扫地嘛，那是爸爸的，我下不了了嘞。那个干爸了，管他叫谁好呀？现在，现在，那么，那得买啊。那把狗那带乖呗，专业。有三个多只。看到了。来嘞，哥。多多了，看嘞。哎，不碰了。你要不打？来。哎，杨三伯，你要买这个钱？哎，我只有个组织站ở dưới này của cái nhóm này là bắt đầu làm luôn đây. Nào, các chị em ơi, mình cố gắng. Nên đã là tao tao nói đây phẩm à? Giờ là hướng hướng ngang tên mà tả tấu. Các chị ơi, bán lên lỡ là hả sao ấy? Ờ, chắc cũ rồi. Quan sát thì xem anh em mình làm gì. Tôi chưa hỏi cho họ.你走了，到哪？叫你放哎。哦，不行啊，把你走到哪？叫干部别木下老，把你啊。走到哪？把每个段干部领带得接住了没有？对。À, có hai chợ rạng đấy rồi. À, có nhóm hỗ trợ đấy. Đi vào đấy ổn rồi. Nhóm hỗ trợ đưa vào. Đâu đâu. Quá. Quá nhiều từ. Quá đông. Mang ra nè. Đúng rồi. Mang ra nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú phải ra cho mọi người xem ai là chưa. Đúng rồi. Đúng rồi. Không tắm kia. Quá đông. Tôi tiêu chỉ hot lên chứ không hả?难扣了是了，我那的，我还在说干了，我听你一夸，就来弄说干啊，如果下一次还说干啊，上周一不要就我这弄着火呢，点了。Ai thử hỏi xem lúc nãy đi có thấy có ruồi không? Một ai đâu còn nói. Thấy rồi, xong rồi. Muộn giống. Muộn giống. Nó là giống của mình cái hai cửa. Mà giống lại bật chứ. Cũng lâu rất kể cho nó là tăng để về cú tụ sẽ thấy tụ hồn. Cú cho mừng chứ cho hôn rồi, cú cho cho số trẻ lên mà xe xe nào. Số trẻ bù cho bù. Bảo đâu. Ý dạ, dương mà dương chết, để mình cháu cá lò. Có nhà kia luôn. Cá bà cá mũ này quỷ dạ đấy. Thả luôn vào đúng rồi đấy. Thả luôn á. Số trẻ muốn xe à, bê lù em khai khai tí số trẻ hầu cho hầu à, tăng đời số trẻ hầu nè, hầu cho hầu lên sau, sáng hầu. Bà cũng đừng mà bật lên trái nè mà, bật lên trái nè. Nên mà bật lên trái là dân trái dân thâu. Trái không không? Thái nè hả? Thái nè. Thái nè. Thái là thật 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 thật我来说这之后的话，说这有了，再说这之后，他这老老有啊，用这样用就叫锅，用路啊，就用在这的话，我来这啊。
他说这是好的，对咯，对。带一样的啊，油脂补，哎，营养就做那个营养汤。哈哈哈哈哈哈！我来嘛，这些牛肉。我来嘛。 他卤猪好油，来油当那油就火哈，干嘛油脂补，然后啊，他油脂补嘛油，那个刀啊什么？那当哎，这头那么那么干了是哪？哦，这头啊油的，我讲过好把这壶么要他干了咯，后来嘛要看到了他屋顶的红啊，要是要啊，哦，一年好了咯，懂了啊，上次哦。 好了呢，懂了啊，上次哦。好了呢，好了呀，果，懂了啊。懂了啦，要多用，懂了啊。好了呢，上次哦。你胖别，要上次哦。好了，胖姐都第一种做葫芦胖了，懂了啊。好了，一样的，好了，上次哦。好了，对，懂了啊。好了，也有。 上次，一路地毛，懂不？我来古山海龙了，古皮肉，得火，去了，用木椒，木椒有得火，还来皮肉，干木椒有得火，哎，干卤节，懂不？有整椒毛的烧卤煮，有整椒有毛羊背吃走，懂不？背芝麻，上次，叫卤看，我来得搞卤看，得头盖来看卤。 就个叫六九毛，来，我来没闹了是闹。哎，比如哎呀，就用，有叫就来，来就用上来，有哪子闹？吃饱头就闹到了啦。就用了叫就闹到了啦。闹到了个，然后啊，那个。 那种菜拿来就好，来有啊，刚才有滋补，好了嘛，好了嘛，都用了就用上就用了，包括都过账是什么？然后，包账是六顿菜，然后还好，你好，快点来包不包？上次弄人家好了，包啊，都包了。哦，来呢，有滋补，那来有了好菜，快点咯，叫么包？淘包，然后啊，哦来，有滋补嘞，还用叫做什么？ 油当菜糊了，但嘛个菜嘛都莫，我也糊了的慌啊！哎，杨志强啊，哎，来，烧到来又好，又好到家点了，还有那个冬天哦，油炉焦焦和干木煮粥饮之类，又烫到又忙忙的哈的慌啊，再又要拿开菜要忙的的慌啊。 他怎么得来来了？老师，哎，老师啊，要了要了。我嘞，得被拿到家伙呢，得偷的，都拿刀，得多拿刀，不然，毛不然，懂不？哦，得，得被拿上去了。被拿被抓了。被拿被家伙的话，来，我嘞嘛只弄了毛了，给，我喊了就被神要被路偷了。 弄了被多啊，全通叫小二啊，我结果，嗯，大家咯，啊，小二啊，去地面上很多，不能开盖我结果这样，啊，去拖嘞，然后呢，横生说走等下，说走梦啊，做活一路上，一直梦做活了，当了比较好，啊，赶路被路头那么做活，做活路通就按那些了，到比较低，那叫具体啊，做路，他说走，说走啊。 弄晓得了，晓得了，这个我结果用的么？哎，古海来说这，嗯，叫哪家子？我叫不叫人哈？啊，叫米都米菜，羊肉汤咯，弄了多少年咯？晓得用啥？孙子。孙子，我第一大白脚。啊，我来玩刀啊！你叫包一个。 摸啊！我来了嘛摸啊！对啊，一小block的喏，人家了等着没一箱的，一只箱没了啥喏，把那被塞塞啊！一来抓一只哈喽，一箱嘛摸啊！背部找饺子喏，我来嘛一多么，带中我背部找饺子噻！我来提前摸啊！
Tua. Ông nói mà ít chồng đi. Ê, xe bằng bị chấn đấy nhở? Rất là to. Rất là màu nó mà xé to à. ba mươi mốt tấn Ờ, dạ rồi, bây giờ à, bây giờ ít tấn. Ủa, lên đi. Ờ, lên thì, bây giờ tính theo chó cứ à, bây chi phí á, cho y tế một khu mắc không kể nhá là. Mọi người tính toán chi phí y tế này. Lên thì giờ mình nọ tao cho nó quốc tác của vua của dưỡng hỏa tế tế tài lưu chú mà cháu mà do mình nọ tao rồi mình mua plát tế lưu lên mà mình yêu cháu khu ta giống. Đây mình chào một khu cho mình. Chào một cái y tế hộ. Một cái y tế là mà thứ nhất là mình nọ cháu nó giữ khẩu lưu lên mà hay khi mua plát thọc lạng tế này cháu gì hả? Mua plát rồi. Chú ơn đi mua lát rồi ha. Để vì cái thọp lan lẹt thế này hả? Dây của lan lái. Thọp lan lẹt thế này hả? Bây giờ mong ra. Chỉ chỗ một mong là tôi mong cái gì mong. Nếu nó tới hết rồi thì. Cái một chà mất lạc chà ở đây. Mình tôi mới nhỏ mất lạc chà rồi khích lưu đi. Ờ, mà giấy plan thì tổ plan lũ mà plan chào rồi kích lưu đi nè. Nào của. Plan chào rồi. Có thể là sẽ mua bẻ mót đi à. Đây nè. Ở đây thì cũng sẽ dùng mày đánh nhỏ lấy kiếm mày một khuôn mắt không gành rồi lên mà dùng một nhạc xe một tao tóc. Một nhạc xe một tao tóc. Đây thì một khuôn mắt của chỉ mỗi tuần một sau ha. Ô lê thì thằng mày một khu mỏi rẻ rạt chế trong tay y tế thì nổ lên mà mình khỏi bị chấn đâu lên mày hai liều từ mỏ Hàn Quốc liều đi một khu mỏi rẻ mà một chấn đâu chán đâu đó là y lê chủ nhà ạ ô tụi nó chào rồi tính cho mày ốp bùi chọc tụi nó rồi thì tích tính chung bê sẽ luôn đồn đọc luôn lại lên đây cho các bạn mua cho một lãng phí là thì nó xuất lại tôi khăn rồi lên thì rất là ô chuẩn bị ô chế cho cố cho rồi đi. Con bây nói nó là tôi ở con sân này nó thì cô lão sư là gì hay là bố tao phân công cho cố ไปเจอไปถึงเงี้ยชั่วก็เลยแต่ย้อนเช้าไปสมัวจะกวาดต่อตีหางเข้าเลยไปเด็กข้าตีบัวตีหมอนหน่อจอรัวเหนียวมั่งเก่งเลยจะไปฮะเย่จะกวาดต่อตัดที่เตะสมัวเขาเชื่อกูดิ่งจอหอยอยู่กับหมอนจอร่างจอตัวยงเหมือนจอยงเหมือนจอยตีหมอนที่เจ้าเตะอยู่หน่อยอยู่มอบล่างนู้นเตะจอหมอไปจะกำปวดจะพวกกูขาดจะไม่ให้นะบ่อยขามีมิ้นแต่นู้นกูหาจอไปเจอปัญหาเจนเองแต่ไปเลือกทองบ้านนู้นจอสดเลยน้องเอ๋ยนี่เรากูหาแต่ไปเลือกทองบ้านนั่นแห
nó mà giờ giờ kêu bà ta biết tôi quan đời kêu lú sơ đồ nó tôi hạ quan để nên giờ nó mà bà ta biết tôi cho biết tôi dễ từ giờ mày tưởng tượng lú sơ đồ bà ta biết tôi quan đời nó quan nó hướng dẫn tầm mày cho tôi được không quan để giờ nó mà giờ biết tôi cho mày mày bao mày giờ bao nhiêu chỉ này mày cho mày tôi mày nhiều để biết tôi cho nó bao cho bao cho hai đời ở trên lú lú cho nó vậy cho giúp cho bao cho giờ giúp giúp cho trang nó nè giúp giúp cho trang nó xí nè để biết tôi cho nó nè để nó trang tao hơi giờ trang rồi hai bên sắp bây giờ bao nhiêu chỉ này mày tôi mày nhiều để biết sự hai chục con đồng sẽ giờ cho ta trang hiện nó xí hả từ đầu giờ cũng phải chết chắc lăng nó nổi giờ chẳng có chết chắc lăng để nó chết chắc lăng cái giờ cứ giờ thì nó nản giờ thì chắc lăng bởi vì mấy bắt chước bao quá giờ quá thì giờ bây giờ là mấy phụ nhà nay nay nó tự trưng cái giờ nó thấy như
lại nhà bé chị ta lùa sau chết chắc chắn nó mà giờ nhà cười dù chắc của dù chờ dù lối do chắc của này mày phủ nhà lối thế thì lối thế thì của tôi làm này tao xin tao nè à ừ ở đây là ở đây mấy phủ chắc của nó xin tao thể giờ ở đây này nhà cười cho mấy cha cán bộ của hai nhà nó này ở nhà bé chắc của bé cho ý sùng này ý sùng mà bé lối thôn để nó mà mua bao giờ bây giờ thôi nữa mua bao giờ sang tới mà mua bao giờ sang tới mà mua ốc bưởi chậu tôi mong đấy mà ý chồng mà cho ý vợ ốc bưởi chậu tôi mong nó mà cho ý chồng mà tao bây giờ ý thanh ký của lên này của nó mà giờ kia bây tôi tao giờ chú lên được kia chúng giờ lấy hai cho bây nào rồi ta ao được kia chúng giờ giang hai cho bây nào rồi ta bây ốc bưởi chậu tôi mong nó đấy mà nhà ở buổi chiều tối mất rồi nhà bên dưới vệ sinh bên nào bên mập ra bên nào nó bên mập ra này ít sống bên một khu ít giờ mà bên ở buổi chiều tối nó mà sẽ bông là anh tưởng nó là ở buổi chiều tối thì sẽ bông là ở buổi chiều chiều nhà thứ chiều ở buổi chiều chiều anh tưởng nó này chiều con này ở buổi chiều chiều nhà đấy qua các bạn nhà dù chưa dù mua dù nhau vệ sinh này dù mua chế vệ sinh này dù nhau dù no dù vệ sinh mà dù chưa mua mát cho mình kinh mà dù chế nhà nó có thể là dù cho mình dù nhu dù này cho dù cá thôi dù này cho mình dù tuổi thôi dù mà mình sẽ tính sẽ ở buổi chiều chiều nó sẽ nhà dù tuổi từ trung bình từ thông quản là cầu sức chiều sẽ tao bây giờ tôi tuổi là nó bây giờ ở buổi chiều chiều nó buồn luôn nè lu chân lu à lâu thế đó, bảo đấy à? Lâu thế lâu nào, ấp bùi chờ lâu thế lâu. Gì to tí đâu vợ. Ngoài, ngoài nhà chó, anh tưởng nó thì cũng mua, anh tưởng nó ha, anh tưởng nó thì lúa nhất là thì lúa ta phân qua lại miệng nó ta lúa ta, bây giờ dù cho dù tôi một cho quá ta ta, quá thì cho khác, dù tôi cho dù tôi mới cho quá cho bao lại ta, quá thì cho khác lớn thì lớn chậu hoa nữa. Hà lúa măng thì nó này, nó phân qua lại miệng nó mà nó quá chắc nó nhiều lớn chậu ha, nên này, hà lúa măng này này, để nó mà ý mà ta là chúng ta kéo cô tôi trình bày tới bên nóng để nó, để mà giờ mới nhà cái ý tồn gì nhất số lúa pa, còn để nó ý khát lấy, còn để nó giờ ý tài mỏ, nên là bây sự quan sát để nó những để ý tồn măng, ý tồn cá, ý tồn măng, ý tồn giống, ý tồn cá, hồi cho nó bây giờ ba ngày mới phát hiện ra rồi nè. Thế ta sang rồi nè. Hả? Ủa? Giờ quá xưa giờ nè. Ủa lên nó nè. Ủa lên nó mà. Ủa giờ bây ta xứng ở cửa hàng bên nông nè. Ha? Bây phải nổ ra xong rồi bây sạp bao nè. Bây phải nổ ra bây xuất là bây tập trung bây phải nông à. Ủa chẳng hoài bây tự giả tố cát nó nhìn mong á từ lồi nhìn chán chỗ nó này từ giống như mình cháu lồi chả dữ nó to tố cát nó mình chui họ tự chả chui xong nó nhìn nó nhìn nó mập lắm ấy giả lồi để lồi giống mua ít đồ bàn chỉ này mà tố cát nó một chút quá lồi chui từ cho dù tuần trước nhất sau dù lúc nào nó nhưng tới dù chụp bụi dù mua dù chém mông thì có khi là ít cha đẻ ta tiến bộ đẻ ta nó bị phủ thì cát chui xong là bị chân nó nó đang ấy giữa cát chui có thể là bị lỡ cát mà bị lấy chính chính thì nó mà các cái nó mình ra là bây giờ bây hồ sử dụng nó hồ lùi lùi đấy hồ lùi lùi thế đấy ý à bây ý rồi nè lâu khó lâu rồi thì khó thấy ý luôn mà bây ô tô mà này chỉ chui nữa chỉ chui nữa mà chỉ chui cho bây lùi dễ lùi rồi này chui bây lùi vàng lùi chết này khó thấy ý mà chỉ chui này họ thứ ở đó mà những chỉ mò giống cháu này, chỉ mò gan chỉ mò cháu gan nhặt được chỉ đón cháu rồi giáo quá mà thay hồ cho rồi lúc chế lúc rồi lúc chế này, họ thứ bẹ lo này, cái bẹ ở lúc chế quá mà như phải đổ, chỉ chính quá đại lúc trôn cháu để nó, để thay để như thay để hồ này, thay chỉ chui này,可能有嘞，啊你干养的股才猛就到做，好的不老老的，对我到老的你才来只干嘞。应急有的俺要有的往的接呢，应急有路热路热了嘛呢，他们好糊呢，好糊了嘛，好糊糊多时就有路热路热了呢，我来弄的，他那好个这。当鸡嘛鸡咩呢？鸡咩就当鸡就。当鸡嘛他。不对啊。nhà tôi tuyên dù mê sau dù mê khai mê ô rồi mê tay dù nó à bốt sau nó à cho hai một trách nhiệm dù mê khai mê ô à sau mê ô rồi
这边钱都给着多。哎呀，他妈一个几个的。家多奶奶，家多那个帮忙没窝，看没窝呢？谁没窝的？我那里。大龙鱼就多着了。这嘛，把人买可捞了。这年就痛吧，这一头就出200多哈，把200多还就那么老。大龙鱼就多着了。你是谁家嘞？嗯，这帮人啥都叫来，是搞木材编呐，叫木材编。这帮人啥那些管管呢？哎呀。阿妹呀。阿妹，这木材编那啥捏呢？做完了，给钱发，不老子做的嘛。好了，那个。每年都准备差多少？当然了，准备少的。要不买个大麻将嘞？妇女买个大麻将嘞，少了。叫长妇女村八。嗯，叫长妇女村八。哎，同意就来呀。哎，同意，叫长妇女村八。加票。嗯，我加不加一起啊？同意。vâng thầy phần như này đã đủ chưa thầy phần như này đủ chưa vâng anh như vậy này chúng ta đã đồng ý 4 thành viên trên nằm trong ban giám sát và hỗ trợ cho các anh các chị để chúng ta tiến hành làm các nhà vệ sinh làm cho môi trường của bản xanh sạch đẹp hơn. Thế bây giờ tôi xin mời vậy thì tôi xin mời ban giám sát và hỗ trợ cho thôn 3 xã Xính Phình chúng ta nên ra mắt để bà con được biết và sau này những cái này sẽ là người giúp đỡ bà con. Anh Yên đâu ạ? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Vâng, vậy thì đây là những thành viên trong ban giám sát hỗ trợ cho bà con của chúng ta để làm công trình nhà vệ sinh. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để động viên ban giám sát này. Vâng, bà con có ý kiến. Ờ, đây thì nên bộ tộc phế của xanh thay mặt ban giám sát thì phế sẽ nào bằng mang nè a và khai nè a và xe nè a này thì tao tự bé thành công từ thứ ta xe nè a thì bắt này à sẽ là a cả tàu nhá mai em là thì chờ đây rồi bắt này chờ nhá. Vâng, trước hết là cảm ơn tất cả các bác anh các chị ở thôn ba nhờ đấy cái buổi làm việc của buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Đấy là trong mặc dù đây là mùa sản xuất của các bác anh các chị đang trồng ngô, tuy nhiên các bác anh đã bớt chút thời gian tới dự cái buổi họp này. Thay mặt cho đoàn công tác, trước hết là xin cảm ơn tất cả các bác anh các chị đã bớt chút thời gian để về dự cái buổi họp hôm nay. Và sau đây tôi xin mời, tại vì đợt này chúng ta ở trong thôn có 47 hộ, hiện nay mới đăng ký được có 37 hộ thôi, thế còn những 10 hộ nữa chưa đăng ký. Thì đề nghị các bác anh các chị tối về chúng ta động viên nhau, còn hộ nào chưa đăng ký chúng ta tiếp tục đăng ký nữa. Và sau đây tôi xin mời chỗ một bác nhỉ, trong các hộ đăng ký, chỗ bác giáo xin có đôi lời với tổ công tác và cũng như là bà con nông dân. Và xin mời bà bác. Tao nó phải phê cho lên. Phải phê lên. À nó chỉ có là cái nào dự án ta khai nó chỉ có là cái nào nhau này bị ô nhiễm này hú tiểu này chỉ có là bé hô sư một lô anh mà bé hô sư cháu làm cái xe à cả nhà hoàng hú chứ sư là cả bé chứ mà có ô nhiễm môi trường này chứ máu plang này chứ a máu này chứ bông nhai tại một khâu này hô sư phải tích cực phải sẵn sàng cho hoàn thành nhiệm vụ. Sau bên năm 2012 phải hoàn thành nhiệm vụ cái kiểu ấy. Hết. Vâng. Cảm ơn bác. Vâng, sau đây tôi xin mời một chị đại diện phụ nữ nhỉ. Đại diện cho chị em trong thôn 3, phụ nữ thôn 3 lên có đôi lời với lại các bác anh các chị ở trong thôn 3. Xin mời chị ạ. Vâng, để làm được tất cả thôn 47 hộ đều xanh, sạch đẹp, không có phân lợn,
không có phân châu ở bản, và đặc biệt là không có phân người ở bản nữa. Để tôi đề nghị chú anh Chứ sẽ đại diện cho thôn phát biểu đôi lời với đoàn công tác. Xin mời anh Chứ. Và sau đây tôi cũng sẽ giao lại danh sách 37 hộ của thôn đã đăng ký và cái ban giám sát của thôn cho anh Chứ quản lý, để cùng đó là chúng ta sẽ đôn đốc bà con trong thôn để làm cái nhà vệ sinh ạ. Hello, đó là hai nhà cho đàn này đặt sơ đặt đi hôm thứ sơ và trước cái là nấu na thì bé sợi rất là mang thể ông mà cho đoàn công tác của huyện cũng như tất cả cho cán bộ dân tộc của nhau tất cả cho xã bạn mà nó là lời của ta giữ bé mà giờ sẽ ta thay bé à kế hay là khai kế ca thay giảng à cho cả bé đó giàu giàu thì bé nó sẽ mang thể đó mà phát lên của xe nào ta mà nó là bé của ta tôi không đâu đây thì bé à hôn lưu bé của xe nào à mà là giao thông thì sẽ à cho đã cán bộ đoàn công tác của huyện và cho cán bộ dân tộc phát lên ta bám mang bé. Thế là nếu là cô xin thay mặt cho 47 hộ mà không nhận cho cái bé đã à tổ khảo hồ lực dòng mà à sai cộng thống nhất mà đã xây dựng cho cái kế hoạch mục tiêu của thống bé. Ở đây thì à châu cho đoàn cán bộ hữu thế sơ. Ý khảo đó đây thì cô sẽ đăng nhận cho khảo thực hiện cho khâu lãnh đạo chỉ đạo của lối thông bế thì phát lệnh có xây dựng thực hiện khâu nhiệm vụ của ta đã cán bộ và ta đã phải xây dựng khâu kế hoạch thì phải tàu rồi ở đây thì phải xây dựng tại cả tàu cho kia nè thì giả sử tàu hoàn thành thì cho phát lệnh hỗ trợ. Vâng, cảm ơn anh. Đấy thì như các bác anh các chị cũng đã biết tất cả là xính phình chúng ta có 18 thôn, 18 thôn. Thế mà đợt này ấy là đoàn công tác chỉ chọn có mỗi thôn 3 thôi để làm điểm trước. Cho nên mong các bác các anh các chị ở trong thôn chúng ta cố gắng để thực hiện làm sao theo cái lời cam kết mà chúng ta đã đăng ký với lại thôn, với ban giám sát của thôn. Và để sau đây tôi xin mời một anh đại diện của xã Xính Phình, đó là anh Mang, trưởng trạm y tế xã, sẽ có đôi lời với các bác các anh các chị về vấn đề vệ sinh môi trường ạ. Xin mời chỗ anh Mang ạ. Alo, ông ơi, cô hãy cho xuất là nếu nó tàu quan tâm của cán bộ dự án này phát triển vòng từ chùa vừa là các xã bạn thì cái buổi phát động buổi về buổi trường thì anh em đã là rất là tốt rồi và đã đăng ký được khoảng 37 hộ thì 47. Về những cái môi trường này thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều rồi nhưng mà trước kia cho đến giờ cũng chưa có hiệu quả gì cả. Bây giờ đã có cả tất cả vòng dự án này, cả các xã. Và bây giờ đã có cái buổi phát động, anh em đã rất là nhiệt tình, rất là quan tâm về cái sức khỏe. Thì muốn làm sao để cho đảm bảo cái sức khỏe thì anh em đã đăng ký phải cố gắng thực hiện trong cái mùa tháng 4, tháng 3 để cho hoàn thành. À tháng 3, tháng 5, tháng 4 để hoàn thành. Nếu mà sau khoảng tháng 7, tháng 8 thì sẽ mưa, anh em làm sẽ khó. Thì sau này thì chúng tôi sẽ thành lập lại cái ban giám sát thì đã có ở này. Một toàn phải đi vận động, nhắc nhở cho anh em để hoàn thành những cái nhà vệ sinh. Để đến tháng 12, 2012 này thì tất cả số hộ sẽ có nhà vệ sinh đầy đủ. Toàn thôn mình và vận động thêm các thôn khác nữa. Nhân rộng sang một năm của nó sẽ 3-4 thôn. Thì tôi mong là sau tất cả, sau 1-2 năm nữa là toàn xã 18 thôn của chúng tôi sẽ hết, không còn một ai, không còn nhà hữu sĩ đó, không còn cái nhà để đi tiêu về bái. Thì tôi cũng mong rằng tất cả chung bà con trong thôn đã ký rồi phải cố gắng làm sao để cho hoàn thành. Thì chúng tôi ở xã sẽ đi kiểm tra liên tục, sẽ vào chung kết đoàn giám sát và mong làm sao cho nó hoàn thành. Thì tôi muốn xin hết ý kiến. Công việc là rất là bận. Thế nhưng mà chỗ anh Kiên là trưởng phó trưởng phòng y tế huyện cũng có đôi lời với các bác các anh các chị
ở xã Xích Phình và đặc biệt là bà con nhân dân thôn 3. Xin mời anh Kiên ạ. Con thực hiện quyết định số 315 của Ủy ban nhân dân huyện Chùa về vệ sinh tổng thể dựa vào cộng đồng. Hôm nay lớp tập huấn chúng ta đã tiến hành thực địa tại thôn 3 xã Xích Phình. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, nhìn chung toàn bộ bà con và nhân dân đã hiểu được tác hại của vệ sinh môi trường qua lớp tập huấn này. Qua lớp tập huấn này, bà con đã cam kết và đã hiểu làm theo cái kế hoạch của lớp tập huấn. Và qua lớp tập huấn này, tôi xin có một số kiến nghị sau. Thứ nhất, về ban quản lý phát triển vùng, trung tâm y tế và phòng y tế sẽ hỗ trợ về công tác kỹ thuật cho bà con. Cái hai là về ban điều hành, giám sát của xã thôn. Đề nghị sau khi ta đã ra được ban điều hành này, các đồng chí bắt tay vào công việc phân công phân nhiệm họp và cùng với bà con thực hiện. Cái thứ ba về các hộ gia đình, bà con ấy cần đóng góp công sức để thực hiện cái công trình cho hiệu quả. Kính thưa đồng chí, cái mô hình công trình vệ sinh trong chăm sóc sức khỏe nhân dân nó là một trong điểm trong mô hình xây dựng nông thôn mới của xã và thôn bản. Cũng sau đợt này cũng đề nghị bà con ta triển khai thực hiện làm thế nào để không có dịch bệnh và sức khỏe của nhân dân được đảm bảo. Trước khi ngừng lời, xin kính chúc sức khỏe bà con cùng nhân dân mạnh khỏe và cố gắng thực hiện ta đạt được cái chỉ tiêu. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị đã bớt chút thời gian tới dự cuộc họp này. Cuộc họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Một lần nữa chúc sức khỏe tất cả các bác, các anh, các chị. Một mùa vàng bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại. Tuyệt vời đúng không ạ? Đối với bản thân tôi thì tôi cũng thấy đây một buổi sáng trải nghiệm rất tuyệt vời. Ở trong một cái cảnh khung cảnh núi rừng rất là đẹp, rất thơ mộng. Và chúng ta cũng làm một cái công việc rất là ý nghĩa. Và tôi mong muốn là bây giờ tất cả chúng ta, lớp học chúng ta lại hát một lại bài hát hoan hô chúng ta một cái ạ. Hoan hô chúng mình đấy ạ. Hoan hô chúng mình một cái. Nào chúng mình cùng hoan hô, nào chúng mình cùng hoan hô. Nào hoan hô, hoan hô, hoan hô. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Bây giờ chúng ta có công việc nhỏ nhỏ của địa phương, nhưng mà của dự án cũng như anh em lớp học thì chúng ta sẽ triển khai. Tôi đánh giá là này. Cái việc mà chúng ta đi thăm cái hố xí ở ngoài thực địa hay là chúng ta, tôi thấy là cũng, dân cũng chưa đưa thúc đẩy được, mình cũng chưa thúc đẩy được cái việc sợ hãi của bà con nông dân về tiếp xúc với cái cất như thế. Thì tôi đề nghị nếu mà lớp sau chúng ta nên cho nhiều người uống thử, hỏi thử xem, cứ đưa hết cho từng người một, có thể vài người lời người, nhưng nay là chúng ta tập trung vào mỗi chỗ đấy là hơi bị ít, để cho các bác các anh làm sao cảm thấy đấy, cái cất nó gần với ta như thế, nó đưa vào miệng ta như thế nào thì ta sợ, cảm thấy nó sợ thế nào thì bà con đấy thì mới là cái đấy quan trọng. Và cái hai ấy, cái việc cái phân đó mà chỗ anh Giàng của Mừng Trà giảng ấy thì tôi thấy cũng cần, cũng đã được đấy, tuy nhiên cũng cần lưu ý chúng ta phải nhấn mạnh về cái phân thải ra của các bác, các anh, các chị hiện nay đối với một người và đối với cả một cái thôn này như thế nào đấy là chúng ta cũng chưa thể hiện được. Thì chỗ này thì nếu chúng ta thúc đẩy mạnh hơn một tí nữa, nhấn mạnh hơn nữa thì dân sẽ rất là tâm đắc với chúng ta về vấn đề môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Xin có ý kiến bổ sung thêm như vậy. Mời anh chị em khác thôi ạ. Dạ, thì thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt là trong lúc mà lên giảng thì các đồng chí là không nên sâu quá vào một cái vấn đề gì đấy. Vì ở đây là bà con là nói nhiều quá vào một cái vấn đề gì đấy thì là bà con không thích nghe nhiều. Là mình chỉ sơ lược qua ở đấy là như thế nào, ảnh hưởng như thế nào. Và sau này sẽ ra sau. Nói ngắn gọn rồi là đủ ý, đủ nghĩa nội dung của mình. Mình nói nhiều quá thì bà con trước nhưng về thì Dinh thì không ở nhà nên hôm nay đấy thì triệu tập Dinh. Nói chung là nói thì cứ hiện là 6 giờ 7 giờ là Dinh phải có mặt, nhưng mà đã nói là Dinh thì rất khó, lần nào cũng phải, ít nhất cũng phải 7 giờ 8 giờ mới có mặt, cho nên là hôm nay cũng là anh em cũng lên trước rồi, dành khoản đánh sâu, mình cũng có lúc thì cũng nhiều người. Thế nào là giữ gìn vệ sinh cho bản thân là thứ nhất, và thứ hai là của cho cả bản làng và thôn bản. Thế còn cái hạn chế là do trình độ hơi hạn chế nên là tôi cũng có một số phần nào đó tôi cũng chưa được ý. Tôi mong là sẽ được học hỏi thêm của
xã của các bạn và huyện bạn của mình. Em xin có ý kiến hết. Diễn tập rồi bà đã làm hôm nay là buổi thực tế, thực địa làm cho nhân dân rồi. Cái mong muốn, cái đích cuối cùng và cái quả mong đợi của chúng ta là sau cái buổi này là sẽ triển khai như thế nào. Tất nhiên thì sẽ có một cái là chúng ta sẽ phải suy nghĩ thế này. Các anh là tập huấn cho tập huấn viên mà. Thế sau này là những người chủ chốt đây là các anh là người ở gần dân nhất. Người sẽ triển khai cái chương trình này thì các anh sẽ nắm lại cái kiến thức đấy và các anh sẽ triển khai. Thì các anh là người dân sở tại, các anh sẽ có biết hiểu được phong tục tập quán, hiểu được ngôn ngữ, phong tục và cái địa bàn. Các anh sẽ nâng cao cái vai trò phát huy thế này. Thứ hai nữa là cũng thời gian triển khai thì cũng mong muốn là các anh bắt tay sớm vào cái công việc, bởi vì hiện nay thì là nó đang là mùa khô, thế nên cái lúc mà các anh mà làm triển khai vào mùa mưa thì rất là các tổ chức rồi là sắp xếp vân vân và rất lo lắng. Tối hôm qua giờ không biết bác chứ ngủ tí nào không, hy vọng là tối nay bác sẽ ngủ ngon. Đến giờ này thì tất cả một cái tốt đẹp rồi đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác chứ và các anh chị ở trong thôn đã rất là tốt trong công việc tổ chức sáng nay. Lúc đầu thì chúng ta tưởng là bà con sẽ đến đến ít, nhưng mà thực tế là bây giờ khi chúng ta làm thì là đến gần hết đúng không ạ? Hầu như là hết, tất cả mọi người đều đến mà bà con đến rất là vui, rất hồ hởi. Đó là một cái thành công của chúng ta. Cái công việc này thành công hay không thành công là phụ thuộc vào sự tham gia của người dân. Đó là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là chúng tôi cũng rất là xúc động trước cái sự phối hợp rất nhịp nhàng của lớp học chúng ta. Mỗi người mỗi việc, cứ đến việc nào là người đó tự ra làm, không ai nhắc nhở ai cả và phối hợp rất là tốt, đúng không? Rất là nhuần nhuyễn. Ở lớp thì có thể mắc mớ một tí nhưng đến sáng nay thì thấy là mọi người là làm rất là tốt. Tôi chỉ có một vài cái góp ý nhỏ thế này thôi. Cái thứ nhất là cái chỗ bước đi thăm phân. Thì chúng ta sẽ, nếu ở cái thôn khác thì ta sẽ bố trí chỗ nào nó cũng không nên quá xa. Vì bước đấy mà quá xa quá thì sẽ mất thời gian của tiến trình. Thì bà con cũng rất là nóng lòng muốn về làm việc cái đó ấy, thì nó tiết kiệm thời gian. Hai là cái chỗ đấy làm sao nó phải bẩn hơn một tí. Vì thực tế có nhiều chỗ nó rất còn bẩn hơn mà, đúng không ạ? Hai nữa là người đi hướng dẫn đi thăm phân phải cố gắng là mời bà con, tất cả bà con sẽ được vào nhìn trực tiếp, xem trực tiếp, càng gần càng tốt thì người ta thấy nó kinh tởm, ghê sợ và xấu hổ. Thì hàng ngày người ta đã góp phần tạo ra cái sự bẩn thỉu đó. Thì bước này thì anh Khánh đã nói rồi, tức là bước là thí nghiệm phân, thì anh cứ làm rất tốt. Tuy nhiên cái công cụ thì chưa tốt, công cụ chúng ta phải cố gắng lấy thấy thật. Trong các cái thí nghiệm chúng tôi làm ấy, thì nó là một cái sản phẩm phân thật, còn nóng, hôi hổi, thậm chí còn ruồi mũi còn bay đi bay lại. Như thế là cái mục đích của mình là gì? Để cho người dân càng thấy là ghê tởm, kinh sợ. Mà càng kinh tởm, ghê sợ bao nhiêu thì người ta là cái động lực thôi thúc người ta phải thay đổi bao nhiêu. Đấy, thế nên phải thật. Sự tham gia, cái tinh thần và cái nhiệt huyết của các anh các chị trong 3 ngày tập huấn và trong cái buổi sáng thực hành ngày hôm nay. Chúng ta đã, tôi nghĩ là chúng ta đã kết thúc cái khóa tập huấn với cái mục tiêu, chúng ta đã đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra đầu khóa tập huấn. Mà cái quan trọng hơn nữa đấy là bản thân các anh chị đã có được cho mình những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng rất là quan trọng để chúng ta có thể tiếp tục cái bước kích hoạt như chúng ta đã làm trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn bác Chứ, thôn 3 cùng với các anh các chị ở trong ban phát triển thôn